của chị Sally á. Để cho con một cục nhé. Bi mà thấy chị Bi sẽ thích lắm đây. Quá thơm quá. Nhớ nữa. Béo lắm đây. Nhớ không? Ăn đi. Nào, để cho Mon một cục nữa nha. Còn lại mẹ cắt cho Sari với lại Bi nha. Tí nữa Bi vô mẹ cũng cho Bi một cục. Rồi bây giờ Mon ở đây con chơi nha. Đi nào Bi vô chơi với con nha. Ngồi đây ăn đi. Mình đi nấu cơm nhé. Mình đi lục bắp cho ăn nha.
do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do a do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do. Quý về sữa không? Hả? Lúc nào á? Nè, mày lục bắp cho hai chị em ăn này, ngon lắm. Ý, bắp ngon nào? Ủa, ngon không? Đói bụng chưa? Bây giờ hai chị em ngồi đây ăn nha. Nào, đến đây. Rồi, lại mẹ. Rồi, mọi ngồi đây. Hai chị em ngồi đây mà ăn nha. Rồi mẹ đang mẹ bắt xong cái đã nha. Ok. Này, cho Bon này. Bon cầm đi. Rồi, hai chị em ăn không được giành nhau nghe nha. Nhiều lắm đấy. Mẹ làm nhiều không được giành nhau nhá, Bi nhá. Ok. Chị của Bi dành ăn cũng ngon phải không? Phải không? Đó tại sao mẹ làm nhiều thế mà lại dành ăn của em không cho em ăn là sao? Con đói bụng mà. Con như thế là hư nha, con nhường em chứ. Hả? Thế thì mẹ mới mon giận cô Bi luôn. Mẹ mới mon giận cô Bi nha.
cô Bi Hư ăn nha, cô Bi không nhường em khóc này. Này mẹ với em, mẹ với Mon giận con luôn. Bao xì cô Bi luôn. Cô Bi Hư ăn quá. Bi ơi. Sao? Con ăn hết của em rồi. Ừ. Bây giờ em ăn cái gì đây? Con đói bụng không? Ừ. Bi Hư ăn quá, mẹ với Mon giận con luôn. Mẹ với Mon giận Bi luôn. Không chơi với Bi nữa. Không thèm chơi với Bi nữa luôn. Mon ơi, mình nghỉ chơi với chị của Bi luôn nhờ. Không chơi nữa, Bi đi ra đi. Mon không chơi với Bi nữa. Không chơi nữa, mẹ cũng không chơi với Bi nữa. Bi Hư ăn rồi. Không chơi nữa, giận rồi. Bi ra đây đi, Bi ra ngoài đây này. Không có ôm gì hết đó, mẹ giận rồi. Không Bi Hư ăn lắm. Không Bi như thế là không được. Bi Hư ăn thế hả? Cho nó bụng á. Mẹ làm nhiều thế mà. Thì đói bụng thì nói mẹ lấy thêm chứ. Con Hư ăn như thế là không được. Mẹ giận luôn. Không có ôm gì hết đấy. Không. Mẹ với Mon giận con luôn. Không có năng nỉ gì hết á. Giận là giận nữa, không năng nỉ gì hết á. Hả? Thế bây giờ làm sao? Hả? Xin lỗi Mon này. Có xin lỗi Mon không? Hả? Sao? Xin lỗi Mon nha. Thế bữa sau còn dành ăn với Mon không? Hả? Bữa sau con có dành ăn với Mon nữa không? Mẹ thấy hết rồi nha, mẹ ngoài kia mẹ thấy rồi nha. Như thế là hư đấy, không được đâu. Mon còn nhỏ nên mình cũng phải nhường Mon nhé. Anh Kaka lúc nào cũng nhường em Seri đó, nhường con nữa. Thế mà con lại dành ăn với Mon, như thế là hư lắm. Đói bụng thì mẹ lấy thêm cho ăn chứ sao là dành của em. Con nhớ chưa? Con nhớ mẹ dạy chưa? Hả? Nhớ chưa? Ừ, đứng dậy xin lỗi nào. Đứng dậy xin lỗi đi. Xin lỗi Mon. Nào đứng dậy. Rồi xin lỗi Mon đi. Nào đứng dậy. Rồi xin lỗi Mon nghe chưa? Bữa sau còn hư như thế không? Ừ. Nhớ nhá. Nhớ mẹ dặn chưa? Hả? Để mẹ lấy cái cam Mon ăn nhé. Mon giỏi lắm á. Nè. Ừ, ngoan nhặt.